Koshi Torako là một nữ sinh năm 2 của trường cao trung Hino, Miami. Cô nàng nổi tiếng khắp trường vì vừa là hội trưởng hội học sinh lại còn rất xinh đẹp dịu dàng. Không chỉ thế mà Koshi còn luôn đứng top trường và thường xuyên giúp đỡ mọi người trong khu phố. Tuy nhiên ẩn sau hình tượng hoàn hảo đó là một nữ sinh ngổ ngáo từng làm chị đại đầu gấu vì bị lậm chuyện tranh cực nặng. Và từ khi bước vào trường cao trung thì Koshi đã cố gắng trở thành một học sinh gương mẫu để che giấu quá khứ trẻ trâu đó. Hôm nay trong lúc đang rảo bước đến trường thì Koshi bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng, không biết tên quỷ nào đã đem một nữ sinh treo lủng lẳng trên cột điện. Koshi đã hoảng hốt kêu la tưởng có người tự sát nhưng ngay lập tức bị nước mũi của nhỏ kia bắn vào đầu. Hóa ra nữ sinh kia vẫn còn sống và khi nhìn kỹ thì nhỏ ta bị kẹt trên cột điện vì cặp sừng nai trên đầu. Koshi đã vô cùng hoang mang vì cặp sừng kia hẳn phải là đồ thật, vì nếu là giả thì nhỏ kia đã rơi xuống nát bét lâu rồi, mà nếu là thật thì đáng ra chỉ nai được mới có sừng chứ nhỉ. Không biết phải làm gì nên Koshi quyết định ngó lơ rồi tiếp tục đến trường. Nhưng con nhỏ trên cột điện đã dọa là nếu không cứu mình xuống thì sáng mai trên TV sẽ có tin một nữ sinh qua đời trên cột điện. Và mỗi ngày bước qua đây Koshi sẽ bị nhỏ ta ám theo và tự vấn lương tâm suốt đời. Nghe ghê quá nên cuối cùng cô nàng đành phải cứu nữ sinh kia xuống. Cô nàng nữ sinh có sừng đã cảm ơn Koshi và gọi cô là bà chị nữ quái. Việc đó khiến cô nàng hoảng hốt sợ rằng quá khứ của mình sẽ bị lộ. Koshi đã cố giải thích mình là một nữ sinh dịu dàng thanh lịch nhưng nhỏ kia nói rằng mình có thể ngửi thấy sự thật đang ẩn giấu. Để tránh phiền phức thì Koshi đã ôm cặp đi thẳng đến trường luôn, nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp khi mà nhỏ nữ sinh kia lại là bạn học mới và được xếp ngồi ngay cạnh Koshi. Nhỏ ta đã giới thiệu mình tên là Shikanoko Noko và tiếp tục gọi Koshi là bà chị nữ quái. Đã thế còn nói oang oang cho cả lớp nghe rằng cô nàng vẫn nguyên zin, khiến Koshi chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho bớt quê. Đến chiều khi lên lớp thì Koshi bất ngờ thấy trên bàn mình có một đống bánh gạo cho nai. Hóa ra là Noko đem đến để cảm ơn vì sáng nay đã cứu nhỏ xuống khỏi cây cột điện. Thấy Koshi có vẻ không khoái đống bánh nai thì Noko đã bẻ một đoạn sừng để tặng cho cô bạn. Nhỏ ta còn nói nó ăn được nhưng chả có vị gì cả. Thấy Koshi vẫn không chịu nhận thì Noko lại nghĩ nhỏ bạn muốn ăn thịt nai. Và để tạ ơn ân nhân thì nhỏ ta đã chấp nhận bị làm thịt. Thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm hai đứa thì Koshi đã kiếm cớ lôi Noko vào nhà vệ sinh. Và ở đây cô nàng hội trưởng đã uy hiếp nhỏ bạn rằng không được tiết lộ về quá khứ của mình nếu không thì sẽ sống không yên đâu. Nhưng Noko lại tưởng Koshi muốn mình giữ bí mật về chuyện cô nàng còn nguyên zin. Đến chiều tan học thì Koshi bất ngờ nghe tiếng kêu cứu ở trong nhà kho. Khi chạy đến xem thì nhỏ ta tá hỏa nhìn thấy Noko đang nằm trên vũng máu với cái sừng cắm vào đầu. Koshi được một phen hết hồn vì tưởng con mắm này ngỏm rồi. Nhưng hóa ra nhỏ này bất tử và chỉ bị ngã trong lúc đang dọn dẹp nhà kho mà thôi. Thấy Noko phải dọn dẹp nhà kho một mình thì Koshi đã đề nghị giúp nhỏ ta một tay. Đến khi dọn xong thì cô giáo đã đi đến và nói rằng Noko có thể dùng nhà kho này để thành lập câu lạc bộ. Hóa ra là nhỏ này định thành lập câu lạc bộ chăm sóc nai. Koshi đã bị những lời khen của cô giáo dụ dỗ và đã ký vào đơn thành lập câu lạc bộ luôn. Đã thế cô nàng còn bị dí cho vị trí trưởng câu lạc bộ vì Noko là nai và được xem như là tài sản của hội nên sẽ là vật được chăm sóc. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì việc đầu tiên mà Koshi phải làm đó là trải lông cho Noko. Và lúc này từ phía xa có một nữ sinh người đầy tà khí đang lén quan sát hai người. Sáng hôm sau, Koshi vui vẻ tung tăng đi đến câu lạc bộ, nhưng đập vào mắt cô nàng là một cảnh tượng tan hoang đổ nát. Trên tường còn có một dòng chữ màu đỏ với nội dung khu vực cấm nai, thế là toàn bộ tiền bạc và công sức 4 tiếng quần quật trang trí của cô nàng đã đổ sông đổ bể. Ngay lúc này, Noko đột nhiên chui ra từ sau một cái bàn và rủ Koshi vào nấp chung. Nhỏ hội trưởng lập tức tóm cổ nhỏ nai và cho rằng mọi thứ là do con mắm này gây ra. Nhưng Noko một mực khẳng định không phải mình làm, vì từ khi nhỏ ta đi tới thì cảnh tượng đã hoang tàn như thế này rồi. Với trực giác của một con nai, nhỏ ta cho rằng mớ hỗn độn này là do kẻ nào đó đang săn lùng nai gây ra. Vì sáng nay Noko hết lọt xuống hố rồi còn bị mấy cây giáo từ trên trời rơi xuống đầu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Koshi quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng đột nhiên một thanh kunai từ đâu bay tới nhắm thẳng vào chỗ Noko. Sau đó Koshi còn vô tình dẫm phải bẫy khiến một chiếc thau rơi trúng đầu cô nàng. Điều đó đã kích hoạt cơn thịnh nộ của Koshi và đòi khô máu với kẻ gây ra chuyện này. Đúng lúc đó thì một gói bánh quy nai từ đâu lăn đến. Noko thấy thế thì lập tức lao đến mà không hề phòng bị. Koshi đã cố gắng ngăn cản vì chắc chắn đây là bẫy. Nhưng với nhỏ nai thì bánh quy là tất cả nên dù có là bẫy vẫn nhất quyết cắm đầu vào. Quả nhiên Noko chưa kịp chạm vào gói bánh thì đã sập bẫy và bị treo lên không trung. Lúc này thì cô nữ sinh hắc ám kia mới lộ mặt và Koshi lập tức nhận ra đó là nhỏ em gái Anko và cô nhóc là một đứa cuồng chị gái chính hiệu. Lý do Anko căm thù Noko là vì nghĩ rằng Koshi dạo này đi sớm về muộn là để bận hú hí với nhỏ ta. Và câu lạc bộ nai là để vun đắp xây dựng tổ ấm tình yêu. Đã thế Noko còn đổ thêm dầu vào lửa khiến Anko tưởng rằng chị gái đã bị cướp đi sự trong trắng. Noko đã thách đấu Anko một trận để giành Koshi về cho mình. Cô em gái không thể chấp nhận chị gái bị một con nai ngáo cướp đi nên đã đồng ý lời thách đấu.
Điều kiện là nếu Anko thắng thì Noko phải vào công viên Nara làm thú suốt đời, còn nếu Noko thắng thì Anko sẽ tự mình rời xa chị gái. Nhưng nhỏ Nai lại nói rằng nếu mình thắng thì Anko chỉ cần mang đến thật nhiều bánh quy Nai là được. Ngay sau đó cả hai người đã bước vào một cuộc đấu một mất một còn, và chủ đề của trận đấu là sự hiểu biết của cả hai về Koshi. Nhờ phúc cuộc khứa bạn với con em gái thì mọi bí mật thầm kín của Koshi đã bị mang ra cho cả trường xem. Đặc biệt là chuyện đến bây giờ cô nàng vẫn nguyên zin là vì đang chờ đợi một mối tình như trong truyện tranh. Qua 1001 câu hỏi thì kết quả giữa Anko và Noko vẫn đang hòa nhau. Anko cho rằng nhỏ Nai gian lận nên đã kích hoạt hệ thống tấn công, bắn một loạt kunai về phía Noko. Nhưng con nhỏ này lại dễ dàng tránh né tất cả. Tận dụng lúc không ai để ý thì Koshi định lẻn về trước, nhưng Anko đã bất ngờ trượt chân phóng một thanh kunai bay thẳng về phía chị gái. Chỉ trong tích tắc Noko đã lao ra dùng thân mình để đỡ mũi dao đó cho Koshi, cô nàng hội trưởng vô cùng đau khổ vì nhỏ bạn sắp hẹo. Những thiên thần Nai cũng đã xuất hiện và dẫn linh hồn Noko bay về phía trời xanh. Nhưng chúa Nai đã một cước sút thẳng linh hồn nhỏ ta quay trở lại thân xác, có lẽ vì quá ngáo nên thiên đường cũng từ chối tiếp nhận. Thực ra thì mọi thứ chỉ là tưởng tượng vì thanh kunai đã được gói bánh quy đỡ lại nên Noko không hề hấn gì. Chứng kiến cảnh tượng đó thì Anko như được giác ngộ. Cô em gái nhận ra sự thù hằn và giận dữ chỉ khiến chị mình bị tổn thương, thế nên cô nàng đã cảm ơn nhỏ Nai và còn chúc cả hai sớm sinh con đẻ cháu. Anko cho rằng bản thân không xứng ở cạnh Koshi vì chỉ là một đứa thất bại, nhưng Noko đã nói rằng nhờ bịch bánh quy Nai của cô ấy mang đến mà mình mới cứu được Koshi. Cuối cùng cả hai đã cùng bắt tay làm hòa và trở thành bạn tốt trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Riêng chỉ có Koshi là vẫn chưa lốt kịp chuyện gì đang diễn ra. Một buổi sáng đẹp trời, khi Koshi đi tới câu lạc bộ thì bắt gặp một chú Nai đang ngồi gặm bánh quy. Thấy chú Nai này tỏ ra rất tự nhiên thì Koshi tưởng rằng đây là Noko và nhỏ ta đang ở trong một bộ giáp hình con Nai. Để chứng minh giả thuyết của mình, Koshi đã cố gắng tìm cách lột bộ đồ đó ra nhưng kết quả là bị ăn một cước tí thì liệm. Để dụ Noko hiện nguyên hình thì cô nàng đã lấy ra 2 ly trà sữa trân châu vị hoa anh đào phiên bản giới hạn. Nhưng thay vì bị dụ dỗ thì chú Nai chỉ liếc một cái rồi lại quay sang gặm mớ cây cảnh yêu quý của Koshi. Cô nàng lại tiếp tục lôi một đống chai nhựa ra để phong ấn con Nai, vì nhỏ Noko có một nỗi sợ kỳ quái đối với những chai đựng nước, nhưng kết quả vẫn chả đâu vào đâu. Lúc này Koshi chợt phát hiện trong túi sách còn một con át chủ bài cuối cùng, đó là cuốn nhật ký thời thơ ấu của cô nàng. Koshi đã cầm nó lên và hứa sẽ cho Noko xem nếu chịu hiện nguyên hình, thấy chú Nai có vẻ có phản ứng thì Koshi quyết định làm tới luôn. Cô nàng đã cuộn quyển nhật ký làm mic rồi hát một bài mà mình tự sáng tác. Nội dung của nó là cô nàng tự ca ngợi bản thân khi còn là một cựu côn đồ khét tiếng. Vừa hát xong thì Noko đột nhiên từ ngoài đi vào, Koshi lúc này mới nhận ra chú Nai kia thật sự chỉ là một con Nai bình thường. Thoát cái đã sang năm học mới, với tư cách là chủ tịch hội học sinh thì Koshi đã lên bục phát biểu và gửi lời chào tới các học sinh mới. Sau buổi lễ, trong lúc đi đến câu lạc bộ thì cô nàng và Noko bắt gặp một cô nhóc đang nằm co ro cùng với một bãi nước dãi từa lưa trước cửa. Koshi hốt hoảng tưởng cô ấy bị ngất nhưng hóa ra chỉ là ngủ gật. Cô nhóc giới thiệu mình tên là Basame và đến đây để gặp đàn chị đã ngưỡng mộ từ lâu. Koshi thì chắc mẩm đó không ai khác là mình, nhưng thực ra người đó lại là Noko. Hóa ra sáng nay cô nhóc đã được Noko cứu đói bằng một chiếc bánh quy Nai, nhờ thế mà cô ấy mới không bỏ lỡ lễ nhập học. Basame bày tỏ mong muốn trở thành đệ tử của Noko và thậm chí còn muốn trở thành một chú Nai tập sự. Ngoài Basame thì em gái của Koshi cũng đòi gia nhập câu lạc bộ Nai sau khi được vào chung trường với chị gái. Nhưng khi vừa mở cửa câu lạc bộ thì đập vào mắt cô là hình ảnh chị gái đang hú hí với một con nhỏ lạ hoắc. Việc đó khiến Anko nổi máu ghen và tưởng là chị gái đang định lập harem. Câu lạc bộ giờ đây đã có nhiều thành viên hơn khiến Koshi vô cùng háo hức, nhưng thực tế thì luôn phũ phàng. Sáng sớm đi đến thì đập vào mắt cô nàng là hình ảnh Noko đang nằm gặm bánh quy Nai. Nhỏ Basame thì ngồi một góc nấu cơm ăn như người chết đói, còn Anko thì suốt ngày mân mê bộ cốc đôi mới sắm với chị gái. Koshi lập tức tổ chức một cuộc họp để chấn chỉnh lại hoạt động của câu lạc bộ. Cô nàng đề nghị các thành viên nêu ý kiến về mục tiêu cho năm nay. Noko thì mong ước được tắm trong bồn đầy bánh quy Nai, Basame thì muốn tự trồng lúa để có thể ăn cơm thoải mái, còn Anko chỉ cần được ở bên cạnh chị gái là sướng rồi. Koshi thì đề xuất sẽ trang trí lại phòng câu lạc bộ để trông dễ thương hơn. Nhưng ba khứa kia thì cho rằng câu lạc bộ Nai là để chăm sóc Nai và các thành viên là những con Nai nên ý kiến của họ phải được ưu tiên. Cuối cùng thì Koshi đành chấp nhận mọi nguyện vọng của các thành viên vì nếu không nhỏ Noko dọa là sẽ rời khỏi câu lạc bộ Nai và Koshi có thể bị kiện ra tòa vì đã làm câu lạc bộ bị giải tán. Buổi họp kết thúc và Koshi phải ngồi chải tóc cho cả ba đứa, còn bên ngoài cửa sổ thì xuất hiện ba cô nàng lạ mặt đang lén theo dõi cả nhóm. Đó chính là ba thành viên còn lại của hội học sinh bao gồm hội phó, thư ký và kế toán, và một trong số họ đang có âm mưu tìm cách giải thể cái câu lạc bộ ngớ ngẩn này. Kẻ đứng sau kế hoạch đó là Neko, một cô nàng nhỏ nhắn cute đang giữ chức hội phó hội học sinh.
Lý do nhỏ ta làm thế là để lật đổ cô Si khỏi vị trí chủ tịch hội học sinh và giành lấy danh hiệu đức mẹ của trường. Trái với thái độ thù ghét đó thì cô Si lại rất quý Neko vì đã hỗ trợ mình trong công việc, đặc biệt là cô nàng rất thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn cute của cô bạn hội phó. Thư ký của hội học sinh là một cô nàng nhút nhát tên là Kiu, nhỏ này mắc bệnh suy diễn khá nặng. Cô Si chỉ nhắc là hồ sơ sắp xếp hơi lộn xộn thôi mà nhỏ ta đã tưởng tượng đến chuyện đám học sinh năm nhất sẽ bạo loạn vì hồ sơ in sai. Rồi cô Si sẽ bị đuổi khỏi trường và đi phiêu bạt, và chỉ mới nghĩ đến đó là nhỏ ta đã muốn mổ bụng tự sát để tạ tội rồi. Thành viên cuối cùng của hội là Chiharu, một học sinh năm 2 giữ chức vụ kế toán. Cô nàng này khá ít nói và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bất kể cô Si có cố gắng thế nào thì chỉ một hai câu là cuộc trò chuyện giữa họ lại đi vào ngõ cụt. Nhìn cô Si phải loay hoay với hai thành viên quái đảng thì nhỏ Neko lại càng khoái chí, vì kiểu gì cũng sẽ có ngày cô nàng mắc sai lầm và để lộ điểm yếu. Ngày hôm sau, câu lạc bộ Nai bất ngờ đón tiếp một vị khách đặc biệt là Chiharu. Việc đó khiến cô Si hoảng hốt lo sợ rằng quá khứ của mình sẽ bị lộ. Để mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì cô Si đã dặn dò Noko không được làm gì kỳ lạ. Nhưng vừa quay sang thì cô nàng đã bắt gặp Basame và nhỏ em gái đang làm mấy trò kỳ quặc. Thế là cô Si đã rút luôn cả hai đứa ra khỏi phòng để tránh rắc rối. Cô Si muốn nhân cơ hội này để lấy lòng Chiharu nhưng con mắm Noko lại cứ xen ngang phá hoại. Đã thế dù cô Si có làm gì thì Chiharu cũng chả có tí cảm xúc nào. Nhưng con nhỏ Noko chỉ làm mấy trò ngớ ngẩn lại khiến cô nàng thích thú. Thậm chí nhỏ ta chỉ tặng một nhúm cỏ cho Nai ăn cũng làm Chiharu bộc lộ biểu cảm khác lạ. Hóa ra Chiharu là một fan cuồng của Noko, nên bất cứ điều gì Noko làm đều dễ dàng chiếm được cảm tình của nhỏ. Sáng hôm sau, cô Si vô tình bị Kiu va phải và được đàn em nhờ giúp kiểm đếm đồ trong nhà kho. Và theo đúng như mô típ chuyện hài kịch lãng mạn, bọn họ đã bị mắc kẹt trong phòng dụng cụ vì một tên mất dạy nào đó đi đến khóa cửa. Trong khi cô Si đang loay hoay tìm cách thoát ra, thì Kiu bắt đầu hoảng loạn và suy diễn ra việc cả hai sẽ bị nhốt ở đây đến chết. Và vong hồn của họ sẽ vất vưởng ở đây mãi mãi không được siêu thoát. Đúng lúc này thì Noko đi ngang qua và cô Si đã trèo lên cửa sổ kêu cứu. Nhưng con nhỏ này lại đang mải mê chìm đắm trong bài hát lãng mạn về chuyện tình giữa nhỏ và bánh quy Nai nên không nghe thấy gì. Khi cô Si quay lại thì đã thấy Kiu rúc vào trong bục bật nhảy và bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Cô Si đã cố gắng tìm cách trấn an đàn em nhưng kết quả chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Giữa lúc Kiu đang khóc bù lu bà loa thì cánh cửa nhà kho bật mở, thì ra là Noko ghé qua để kiểm tra số nấm mà mình đang trồng trong bục bật nhảy. Và nhỏ ta đã tưởng Kiu là trộm khi thấy cô nàng đang ngồi thu lu bên trong. Sau đó thì Noko đã mang số nấm mình trồng được về cho Basame nấu một nồi cơm nấm thơm ngon, và cả Kiu lẫn Chiharu đều được mời đến ăn cùng cho vui. Trong khi đó thì Neko lại đang phát cáu vì không có ma nào mò đến hội học sinh cả. Mới sáng ra mở tủ đồ ở trường thì cô Si bất ngờ phát hiện có một lá thư tình. Đúng lúc này thì Noko cũng từ đâu chui ra, không ngờ một người chuyên đi trễ mà hôm nay lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Cả hai đều đoán rằng đây là một bức thư tình và cô Si cảm thấy rất ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cô nàng nhận được một thứ như thế. Noko thì khẳng định ắt hẳn mình cũng có một bức thư tình ở tủ đồ, tuy nhiên khi mở tủ ra thì chả có cái vẹo gì cả. Quay lại với cô Si thì cô nàng vô cùng bối rối không biết lần đầu hẹn hò sẽ như thế nào, khi mở thư ra thì hóa ra nó là thư thách đấu. Thì ra là có ba nữ sinh từ trường khác muốn đánh bại cô Si để giành lấy danh hiệu chị đại số 1 ở Hino. Tất nhiên là cô Si làm gì sợ đám lom dom này và một mình tay không chấp cả ba luôn. Thấy cô Si phải đối đầu với kẻ thù có vũ khí thì Noko đã ném ra chiếc sừng của mình để hỗ trợ. Nhỏ hội trưởng thấy chả có tích sự gì nên đã ném nó lên mái nhà. Và chiếc sừng đã bất ngờ phát nổ thổi bay cả đám lẫn cái nhà thể dục luôn. May mắn là không ai bị thương nhưng vụ việc thì bị đăng lên báo. Suốt ngày bị con mắm Noko quậy cho không yên nên cô Si quyết tâm tìm ra điểm yếu của nhỏ này. Thấy Noko ngồi im cả nửa ngày ở công viên thì cô nàng còn tưởng nhỏ ta là một kẻ vô gia cư nghèo khổ. Nhưng lát sau bám theo thì lại thấy Noko đi vào sở thú Hino, đang tưởng nhỏ này sống với Nai thật thì hóa ra chỉ là làm thêm ngoài giờ. Noko phụ trách giới thiệu cho khách tham quan và bán bánh quy Nai, nhưng con quỷ này tự bán rồi tự đớp luôn khiến các vị khách cũng cạn lời. Khi phát hiện cô Si đang lén lút quan sát thì nhỏ Nai đã cho rằng cô nàng là fan cuồng của mình. Hết giờ làm thêm thì Noko đã rủ cô Si đi uống trà sữa. Cô nàng hội trưởng còn tưởng nhỏ này không có tiền nhưng hóa ra với Noko thì tiền không thiếu. Chủ yếu là toàn cất trong đầu mà thôi. Và sau khi uống trà sữa xong thì cô Si cũng quên mục đích ban đầu của mình là gì luôn. Một buổi sáng khác, khi không có cô Si ở câu lạc bộ thì phó hội trưởng hội học sinh Neko đã lén đến để thám thính. Nhưng chưa kịp làm gì thì Neko đã bị Noko phát hiện và rủ tham gia câu lạc bộ Nai luôn. Sau khi giới thiệu các thành viên thì Noko đã đưa cho Neko một bịch bánh quy Nai. Và trong lúc nhỏ hội phó đang không hiểu chuyện gì thì một cái thau trên trần đột nhiên rơi trúng đầu nhỏ. Noko đã nói như thế chưa đủ tư cách làm Nai, Basame đã ra làm mẫu và một phát đớp luôn chiếc bánh trên tay Noko.
Sau đó nhỏ Nai lại bày ra mấy trò con bò để dạy Neko cách làm Nai. Đến cuối ngày thì Noko quyết định tặng cặp sừng của mình cho Neko, coi như vinh danh cô nàng đã trở thành một con Nai chính hiệu. Việc đó khiến Neko vô cùng sung sướng và vui vẻ ra về. Lát sau thì nhỏ ta mới sực nhớ ra mình đến đây là để thám thính câu lạc bộ Nai, nhưng kết quả là chả được tích sự gì. Một hôm trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ thì mọi người phát hiện trên người Noko có rất nhiều đốm trắng, nhỏ ta thì nói rằng chắc là vụn bánh quy rơi vãi mà thôi. Nhưng Basame đã cho rằng Noko đang mắc bệnh đạo ôn, một loại bệnh phá hoại cây lúa và dấu hiệu của nó là các đốm trắng trên thân. Noko nghe thế thì buồn rầu vì hóa ra mình là lúa chứ không phải Nai, và để căn bệnh không lây lan phá hoại mùa màng thì nhỏ ta quyết định quyên sinh vì nghiệp lớn. Nhưng đúng lúc này thì có một chú Nai bên ngoài cửa đi vào, và cả đám phát hiện trên người nó cũng có những đốm trắng. Hóa ra giai đoạn này trong năm là lúc những chú Nai thay lông, và lúc đó trên người chúng sẽ xuất hiện những đốm trắng. Nhưng với con nhỏ Noko thì là lột da luôn chứ thay lông nỗi gì. Cô Si thấy gớm quá thì đã ném cả bộ da vào thùng rác, và Basame đã nhanh nhảu chạy tới lấy nó mặc lên người để cosplay Noko luôn. Mấy ngày sau, Neko đã cho triệu tập cuộc họp để kiểm tra tiến độ giải thể câu lạc bộ Nai, nhưng kết quả là chả có tí tiến triển gì. Đã thế, Noko còn từ đâu xuất hiện và mang đến một sinh vật kỳ quái, và nhỏ ta cho biết là mình đã đào được nó ở trong sân trường. Noko đã thử lấy bánh Nai, trà sữa và cả cỏ ra để xem nó có ăn gì không, nhưng sinh vật kỳ quái kia lại không thích mà lại đòi ăn phấn. Từ đầu nhìn thấy thứ này thì Neko chả dám động vào vì trông rất ghê, nhưng khi chạm thử thì cô nàng đã thấy nó thật dễ thương và nhất quyết đòi nuôi luôn. Vào một ngày trời âm u thì Noko nhận được một thông báo rằng mùa Sika Collection 2024 đã bắt đầu. Đây là cuộc thi để chọn ra chú Nai đẹp nhất bằng cách catwalk trên sàn diễn như những người mẫu thực thụ. Sự kiện này ai trong câu lạc bộ Nai cũng biết trừ cô Si. Ban đầu cô nàng tính sẽ chỉ đến cổ vũ mà thôi, nhưng không ngờ Noko bắt cô phải tham gia với tư cách là người quản Nai. Dù cô Si cố gắng từ chối nhưng Anko và Basame đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký mà không thèm hỏi ý kiến cô nàng. Thấy cô Si không hào hứng lắm thì Noko đã dụ dỗ rằng nếu vô địch thì sẽ được nhận danh hiệu học sinh gương mẫu, thậm chí còn có tiền thưởng để trang hoàng lại câu lạc bộ. Nghe thấy vậy thì cô Si liền đổi ý và quyết tâm trở thành quán quân bằng mọi giá, và cả hai đã lập tức bắt tay vào tập luyện. Đầu tiên thì người quản Nai sẽ ra trước và gọi con Nai của mình, nhưng giọng điệu của cô Si lại không thể làm hài lòng Noko. Thế nên nhỏ Nai đã quyết định làm mẫu thực hiện điệu múa ba lê xoay tròn, và nhỏ ta cho biết để chiến thắng thì không chỉ ngoại hình mà mối liên kết giữa Nai và người quản Nai cũng được đánh giá. Một hôm trong lúc cô Si đang tập luyện thì cô giáo chủ nhiệm bất ngờ mở cửa ra. Cô nàng quê không biết rúc vào đâu nhưng may thay cô giáo đã tinh tế đóng cửa rời đi luôn, và kết quả của cuộc thi sau đó lại thuộc về ông chủ tiệm bánh Nai. Một ngày nọ cô giáo đã gợi ý cho cô Si có thể tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp về câu lạc bộ Nai để quảng bá và kiếm thêm ngân sách. Và sau khi mở kênh thì người xem đã bình luận rất sôi nổi nhờ vào những trò hài hước của Noko, mặc dù đó chỉ là những hành động kỳ quái như liên tục cọ sừng vào tường cho đỡ ngứa, rồi cặp sừng lại đột nhiên mọc dài không kiểm soát, thậm chí còn bành trướng ra khắp căn phòng. Theo lời khuyên của khán giả thì cô Si định cưa sừng cho Noko, nhưng chưa kịp làm gì thì chúng đã tự rụng xuống, hóa ra là sừng Nai khi mọc đủ dài thì chúng sẽ tự rụng. Sau một ngày mắc kẹt với những trò ngớ ngẩn của Noko thì cô Si thề là sẽ không livestream nữa. Nhưng buổi phát sóng lại thành công hơn mong đợi và giúp tăng ngân sách khá đáng kể cho câu lạc bộ. Một hôm cô Si cùng Noko đến một quán cà phê do một chàng trai đeo kính quản lý. Cửa tiệm này khá nổi tiếng vì sự phục vụ chu đáo của anh chủ, mà thực ra là anh ta bị mắc chứng OCD nặng. Khi thấy Noko đi vào với cặp sừng thì anh ta đã vô cùng bối rối. Anh ấy còn tưởng đây là mốt vì dạo này em gái của anh, chính là nhỏ Chiharu, dạo này cũng hay sưu tập đồ về Nai. Nhìn vẻ mặt vô tri của Noko thì anh ta đã lo lắng không biết phục vụ như thế nào, nhỏ ta đã gọi một suất bánh Nai và cả giá để gác sừng. Nhưng ở đây làm gì có mấy thứ đó, thế nên Noko đành gọi một suất parfait dâu tây. Anh quản lý nghĩ rằng các nữ sinh sẽ luôn chụp ảnh sống ảo rồi mới ăn sau. Nhưng nhỏ Nai thì vô tư chọc thẳng cái thìa vào cốc kem ngoáy ngoáy rồi ăn luôn, khiến anh quản lý đau tim muốn chết đi sống lại. Dù vậy thì Noko vẫn trân trọng sự phục vụ chân thành của anh quản lý. Điều đó khiến anh ấy nhận ra rằng mỗi vị khách thì đều có sở thích khác nhau nên không thể đánh đồng họ được. Và anh đã chạy tới hứa với Noko rằng lần tới cô đến sẽ được phục vụ bằng bánh Nai. Sắp bước sang ngày đầu tiên của năm mới, các thành viên của câu lạc bộ Nai đã rủ nhau đi lễ hội ở đền. Nhưng sắp đến giờ mà Noko mãi chưa xuất hiện nên cả ba đành phải đi trước. Khi cửa đền mở ra thì con nhỏ Noko lại ngồi ở trong từ lúc nào không hay. Nhưng kỳ lạ là chỉ có cô Si nhận ra đó là Noko. Còn mọi người thì đều gọi đó là thần Nai của đền. Lúc này đột nhiên có một bà lão xuất hiện và giới thiệu mình là người chủ trì lễ tế của đền. Và bà ấy cũng giải thích rằng vị thần Nai kia là biểu tượng phát triển của Nai tại nơi này. Nhưng cô Si vẫn nhất quyết không tin và cho rằng Noko chỉ là một con Nai bình thường. Sau đó thì bà lão đã chỉ cô nàng hội trưởng đến bốc quẻ và cô đã bốc được quẻ đại giác, tương đương quẻ đại cát, nhưng tất cả vận mệnh được đề cập đều liên quan đến sừng và Nai.
Đúng lúc này thì trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào đến từ chỗ thần Nai Noko. Koshi vẫn giữ thái độ ngờ vực nhưng nhỏ Nai thì cứ trơ cái mặt vô tri ra và còn giới thiệu nước sừng Nai là một loại nước thánh, được hầm trực tiếp từ thần Nai suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó là buổi lễ đốt sừng Nai để cầu may bắt đầu. Đối với mọi người đây chính là thời khắc linh thiêng để cầu nguyện. Thần Nai thì lại ngồi ngủ gật bên đống lửa đến chảy cả dãi, nhưng chả ai để ý điều đó mà chỉ biết vái lấy vái để cầu xin may mắn. Sau khi buổi lễ kết thúc thì mọi người gặp Noko ngay trước cổng đền. Nhỏ ta nói rằng mình đến muộn khiến cả đám không hiểu người lúc nãy ngồi trong đền là ai. Nhưng với cái vẻ mặt công đức vô tri và ca nước sừng Nai thì rõ ràng hai người là một. Ngày hôm sau Koshi, Anko và Noko rủ nhau chơi cờ tỷ phú Nai, còn riêng Basame thì vẫn đam mê với việc nấu cơm. Trò chơi hôm nay sẽ dùng bánh quy Nai đại diện cho tiền bạc. Anko khởi đầu khá thuận lợi và nhận được 3 gói bánh Nai, trong khi Koshi và Noko liên tục mất bánh vì dính bẫy. Đến vòng lựa chọn cuộc đời Nai, Anko chọn con đường trở thành chúa tể núi rừng, còn Koshi thì di cư lên đô thị để phát triển sự nghiệp. Riêng Noko thì muốn đi phiêu bạt và trôi dạt đến Alaska rồi biến thành Nai sừng tấm. Anko sau đó đã thành công trở thành người giàu có với hàng trăm nghìn bánh Nai nhờ bóc lột từ muông thú. Còn Noko thì đã thuần hóa được gấu nâu Nga và bảo vệ hòa bình nước Mỹ nên được nhận 50 triệu bánh Nai. Nhưng tất cả đều thua Koshi vì cô nàng giờ đây đã là tỷ phú khi trở thành idol nổi tiếng tại vườn thú Nara. Và tổng tài sản của cô nàng đã lên đến 1,6 nghìn tỷ bánh Nai. Nhưng ngay sau đó Koshi đã bị kiện vì người ta phát hiện cô thực ra là chuột capybara chứ không phải Nai. Bê bối đã khiến cô nàng phải đền bù hợp đồng và trở về trắng tay. Thế nên cuối cùng người chiến thắng là Noko. Sau khi trò chơi kết thúc thì cả đám phát hiện Basame đang mắc nghẹn trong đống bánh mochi tự làm. Kêu ói ra thì nhỏ ta lại tiếc của nên Noko lại phải sử dụng sức mạnh Nai sừng tấm để cứu cô bạn ham ăn. Sắp tới trường trung học Hino Miami sẽ tổ chức hội thao và hội học sinh phụ trách việc chuẩn bị cơ sở vật chất. Nhưng Koshi vẫn ung dung nhâm nhi tách trà vì đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Đột nhiên nhỏ Neko lao vào thông báo gậy cho môn chạy tiếp sức bị thiếu. Nhưng Koshi vẫn thong thả thưởng trà và nói rằng đã chuẩn bị dự phòng đầy đủ. Dù vậy thì gái sớm thường ăn hành nên một loạt sự cố của công tác chuẩn bị hội thao liên tục ập đến khiến Koshi bắt đầu hoảng loạn. Cô nàng đành kéo cả câu lạc bộ Nai đi giúp mình và may mắn là mọi việc được xử lý ngay trước khi diễn ra hội thao. Ngày hội thao bắt đầu với cuộc thi chạy 100m, Noko bất ngờ xuất hiện với tư cách đại diện đội Nai trong khi Koshi lại không biết gì cả. Và đám đông người xem đã bu lấy chụp ảnh nhỏ ta khiến cuộc thi bị trễ, làm cho kế hoạch của Koshi rối tung hết cả lên. Sau cuộc thi chạy thì đến lượt các bậc phụ huynh tham gia đua ăn bánh, nhưng đúng lúc này thì Kyu lại thông báo không còn bánh mì cho cuộc thi, lý do là chúng đã bị một con gấu hoang đớp sạch. Nhưng may là ở đâu khó có Noko lo, nhỏ Nai đã nhanh trí thay thế bánh mì bằng bánh quy Nai cho cuộc thi và cuộc đua này có cả sự góp mặt của anh trai Chiharu. Để gây ấn tượng với em gái mình thì anh ấy đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng bánh Nai thì còn ăn được chứ các thử thách sau nhỏ Noko lại thay bằng cỏ và sừng thì răng nào gặm cho nổi. Kết quả là anh trai của Chiharu đã phải nhận thất bại trước một bà lão, người đã chiến thắng nhờ sự phù hộ của thần Nai. Nhưng điều đáng buồn nhất với anh ấy lại là việc cô em gái không hề quan tâm anh trai mà chỉ mải mê chụp ảnh Noko. Sau đó là cuộc đua vượt chướng ngại vật và lần này đến lượt Koshi ra sân. Với quyết tâm của một hội trưởng hội học sinh gương mẫu, cô nàng đã dốc hết sức để giành chiến thắng. Nhưng khi nhìn thấy chướng ngại vật là một quả bom từ sừng Nai thì Koshi chỉ muốn xỉu ngang. Hóa ra là để tăng thêm phần kịch tính thì con mắm Noko đã nhúng tay vào. Và những ai không kịp gỡ bom thì đều ăn ngay một vụ nổ bụi màu. Sau đó trong giờ nghỉ trưa thì Noko lại dẫn đến một đàn Nai để diễu hành và trình diễn xếp hình cổ động. Koshi thì ngao ngán không biết nói sao nhưng việc đó lại làm lay động trái tim của khán giả. Đến chiều thì bộ môn tiếp theo là kéo co, nhưng thay vì sử dụng dây thừng thì hai đội đã thi kéo sừng của Noko. Kết quả là nhỏ Nai lập kỷ lục mới trong môn kéo sừng, còn hai đội thì không bên nào thắng cả. Tiếp theo sau đó là môn chạy tiếp sức. Koshi lại gặp thêm một rắc rối lớn khi nghe tin rằng lũ Nai đã chiếm lĩnh toàn bộ sân trường. Vì không có chỗ để tổ chức hội thi nên Koshi đành kêu gọi sự giúp đỡ của các thành viên câu lạc bộ, nhưng Kyu thì hoảng loạn đến mức lấy bút ra viết di chúc. Còn Basame thì đang bận làm ruộng vì hôm nay là ngày gieo mạ, thế nên Koshi quyết định giải quyết vấn đề bằng cách xử lý đứa tạo ra vấn đề. Cô nàng đã tóm cổ Noko lên sân thượng và mắng nhiếc nhỏ ta bằng giọng điệu của một nữ quái. Đến lúc bình tĩnh lại thì Koshi nghĩ là quả này thôi toang. Nhưng không ngờ cô nàng lại nhận được một tràng pháo tay từ mọi người, các học sinh khác thậm chí còn cho rằng tính cách mạnh mẽ của cô rất ngầu. Việc đó khiến Koshi nhận ra rằng việc che giấu bản chất thật của mình bấy lâu nay thật vô ích, vì thứ mà mọi người yêu mến chính là con người thật của cô. Một ngày nọ khi đi đến câu lạc bộ thì Koshi nhìn thấy Noko đang khóc nức nở, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng thì hóa ra nhỏ chỉ đang bị dị ứng phấn hoa. Nhưng nhỏ ta vẫn một mực phủ nhận vì một con Nai dũng mãnh không thể mắc phải căn bệnh của con người được. Mạnh miệng là vậy nhưng vừa tiếp xúc với phấn hoa thì cơ thể của Noko đã phản ứng dữ dội đến lông xù cả lên, nước mắt tuôn như suối và người ngứa ngáy không kiểm soát. Trong khi đó, bên ngoài cửa sổ thì ba thành viên của hội học sinh đang rình mò tình hình câu lạc bộ.
Neko tỏ ra thích thú khi thấy Noko bị Phấn Hoa hành hạ, nhưng vui chưa được bao lâu thì nhỏ hội phó cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ở bên trong thì Koshi tự tin tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ bị dị ứng với Phấn Hoa, cảm thấy thật bất công nên Noko đã đòi giải tán luôn câu lạc bộ. Điều này khiến Neko ở bên ngoài thấy khoái chí nhưng vẫn bị đám Phấn Hoa hành cho lăn lộn dãi dụa. Koshi bảo Noko nên rửa mặt để giảm bớt tình trạng dị ứng, nhưng rửa xong mà bị Phấn Hoa bám vào thì vẫn bị dị ứng nên Koshi đã gợi ý nhỏ Nai đeo kính để bảo vệ mắt. Nhưng mọi biện pháp đều không hiệu quả vì đến cả sừng của Noko giờ cũng bị chảy nước mũi. Lúc này, Noko đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là phá hủy toàn bộ cây tuyết tùng ở Nhật để không còn bị dị ứng nữa. Nghe thấy kế hoạch thì Neko ở ngoài cửa đã hào hứng muốn hợp tác thực hiện phi vụ thế kỷ này. Nhưng Koshi đã có một giải pháp nhanh gọn lẹ hơn là đưa cả hai đến bệnh viện thú y để bác sĩ xử lý. Ở đây thì Koshi cũng bắt đầu có dấu hiệu bị dị ứng và bị tống vào khám luôn. Vào một ngày yên bình, mọi người nhận thấy đã một tuần rồi mà Noko không xuất hiện. Koshi bắt đầu nghi ngờ rằng nhỏ Nai có lẽ đang cặp kè với một câu lạc bộ khác, thế nên cô nàng quyết định dẫn các thành viên còn lại đi thám thính. Koshi chợt nghe thấy câu lạc bộ cắm hoa có vẻ đang rất náo nhiệt và quả nhiên con nhỏ Noko đang ở đây với vai trò khách mời. Nhỏ Nai chỉ cắm hai cái sừng xuống rồi rắc ít vụn bánh đã khiến các thành viên trầm trồ. Sau đó Noko còn biến một tác phẩm mang hơi thở của mùa xuân của thành viên khác trở thành đống thực vật biến dị quái đản. Rồi Noko lại lấy từ trong đầu của mình một cây đàn guitar và chơi những giai điệu ngẫu hứng. Dưới âm thanh của cây đàn thì đám thực vật bắt đầu lắc lư và một cây thậm chí còn nuốt chửng cô giáo phụ trách câu lạc bộ luôn. Và sau khi quậy tanh bành câu lạc bộ cắm hoa thì nhỏ Nai lại quay về đòi Koshi trải lông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một hôm Koshi phát hiện ra Noko đang ngủ gật trong lớp, cô nàng đã tìm đủ mọi cách để đánh thức nhỏ Nai nhưng không hiệu quả. Nhỏ ta thậm chí còn ngủ say đến mức chim đậu cả đàn trên sừng mà cũng không biết, vậy mà khi cô giáo chuẩn bị gọi đến tên thì Noko lại đột nhiên bật dậy. Phán một câu là quên cắt mắc áo kìa rồi quay ra ngủ tiếp. Câu nói của Noko đã khiến cả lớp bị một phen hỗn loạn vì ai cũng tưởng là mình mặc áo quên cắt mác. Lát sau ngủ dậy thì Noko đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí đang đến gần. Hóa ra hôm nay là ngày hội săn Nai của Hokkaido và có một gã thợ săn đã đánh hơi thấy mùi của nhỏ Nai. Lão ta định sẽ săn Noko để làm món chính cho lễ hội, nhưng may là nhỏ Nai đã nhanh chóng trốn xuống sàn trước khi gã thợ săn đi vào lớp nên tạm thoát nạn. Nhưng gã thợ săn này là một tay lão luyện nên không bao giờ chịu từ bỏ con mồi của mình. Và cả hai người đã có một màn săn đuổi loanh quanh sân trường đến tận tối muộn. Gã thợ săn đã lắp cả thiết bị quan sát cùng một cái bẫy để gài Noko, nhưng nhỏ Nai đã dùng sừng nổ để thoát ra và còn gặm bánh trước camera như một sự khiêu khích. Đến gần sáng thì gã thợ săn cũng dồn được Noko lên sân thượng, nhỏ Nai hết đường trốn thoát nên quyết định sống mái với lão ta. Nhưng cả hai chưa kịp động thủ thì gã thợ săn đã bị vợ gọi về đi mua củ cải, thế nên Noko đã may mắn thoát nạn phải làm món chính cho lễ hội săn Nai. Một ngày nọ Noko đột nhiên đến câu lạc bộ với bộ dạng rách nát như một con ăn mày. Hóa ra là sáng nay nhỏ ta chạy bộ trong rừng nên bị cây cối làm rách quần áo. Thấy thế thì Koshi đã quyết định dẫn nhỏ ta xuống phố mua đồ mới. Nhưng không hiểu hôm nay ngày gì mà đi đâu cũng gặp chai nước rỗng khiến Noko sợ không lết nổi. Thế nên Koshi đành phải nắm tay dẫn nhỏ ta đi. Nhưng đi một hồi thì cả hai lại quay về chỗ cũ khiến Noko tưởng là họ bị kẹt trong vòng lặp không gian của chai nhựa. Thế nên Koshi đành tha con nhỏ trở lại câu lạc bộ rồi tự mình vá lại quần áo cho Noko. Và kết quả cũng không tệ khiến nhỏ Nai vô cùng thích thú. Mấy ngày sau đột nhiên Noko chạy tới câu lạc bộ và thông báo nhỏ ta đang bị sát thủ của tổ chức lỗ Nai săn lùng. Đây là một tổ chức chuyên huấn luyện Nai làm linh vật của địa phương và Noko là một sản phẩm của chúng. Vì nhỏ ta đã lén trốn đi nên bây giờ chúng đang truy lùng khắp nơi để bắt về. Và nhân vật đầu tiên được chúng gửi đến để đưa Noko trở về là Kyun-chan, một linh vật của vùng đại tuyết sơn ở Hokkaido. Nhỏ Nai nhất quyết không chịu về nên cả hai quyết định sẽ đấu một trận để giải quyết vấn đề. Nếu Noko thắng thì được ăn bánh Nai phê lòi, còn nếu thua sẽ bị tổ chức lỗ Nai bắt đi. Nội dung thi đấu là nhảy múa và Kyun-chan đã dễ dàng chiến thắng vì dễ thương hơn. Thấy Noko sắp sửa bị bắt đi thì Koshi đã sợ rằng câu lạc bộ sẽ bị giải thể và mình sẽ phải trả lại ngân sách cho nhà trường. Thế nên cô nàng hội trưởng đã đề nghị thách đấu lại và mình sẽ tham gia. Kết quả là Koshi thắng và Noko tạm thời chưa bị bắt đi. Sau đó bọn họ lại phải đấu với hai linh vật khác là Chikamaru và Hana, bộ đôi linh vật của thị trấn Ojika ở Nagasaki. Và nội dung trận đấu tiếp theo là thử thách hiểu ý nhau giữa những người bạn. Tưởng rằng lần này bộ đôi Chikamaru và Hana sẽ thắng nhưng may là đang giữa cuộc thi thì họ nhận được yêu cầu đi chúc mừng sinh nhật cho một cô bé. Thế nên cả hai đã ra về và Noko lại may mắn thắng vòng này. Đối thủ cuối cùng mà Noko phải đối mặt là sát thủ khét tiếng của tổ chức lỗ Nai tên là Sento, một linh vật có tuổi đời lên đến 1.300 năm. Nội dung cuộc thi là hai tuyển thủ sẽ phang nhau trên võ đài. Và dù đã tập luyện rất chăm chỉ trong thời gian chờ thì Noko vẫn ăn hành ngập mùng khi vừa bước lên võ đài. Nhưng nhỏ Nai vẫn quyết tâm không đầu hàng và đã tìm đủ mọi cách để giành chiến thắng, thậm chí là giải cả bom màu ra khắp khán đài. Nhưng kết quả là Noko vẫn bị Sento cho một phát knock out,
Đến khi được phát biểu về sự thua cuộc thì nhỏ ta đã lươn lẹo nói rằng vì đã cố gắng hết sức nên cả hai đều thắng. Và bằng một cách kỳ quái nào đó mọi người đều công nhận câu nói của Noko và nhỏ ta không bị bắt về tổ chức lỗ này nữa. Dù chiến thắng bằng cách hơi bựa nhưng ít nhất Noko vẫn ở lại. Thế nên Koshi cũng đành chấp nhận và câu lạc bộ này vẫn tiếp tục được hoạt động. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy đăng ký và ấn nút thông báo để đón chờ những video mới hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.